Tờ Linh phát hành MV gây yêu dấu của em ơi vào tối 10 tháng 2. MV nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng MV sáo rỗng, vô nghĩa, từ phần nhìn đến phần nghe đều có vấn đề. Về ca từ, nhiều chữ không viết đúng chính tả, mà viết theo cách nói thịnh hành của giới trẻ khiến cho người nghe không hiểu được nội dung bài hát. Bên cạnh đó, từ gệ xuất hiện trong bài cũng gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng nó mang ý đùa cợt, thiếu tôn trọng phụ nữ. Chưa dừng lại đó, Việc ăn mặc gợi cảm của Tờ Linh cũng được nhắc đến. Trong MV, nhiều khung hình Tờ Linh mặc đồ gen tạo dáng trong bồn tắm, mặc nội y phối với váy có chất liệu trong suốt. Cùng với đó là những góc quay cận vóc dáng nữ rapper. Điều khiến khán giả tranh luận nằm ở chỗ nó không hề được gán nhãn độ tuổi. Bên cạnh ý kiến trái chiều, một bộ phận khán giả lại công nhận nỗ lực đổi mới trong âm nhạc của Tờ Linh. Họ đánh giá ca khúc có giai điệu lạ, bắt tai tuy nhiên cần tiết chế trong trang phục và đầu tư về nội dung bài hát lẫn mv